cha na son nha tô ani mắt tô cha quy mong khô dễ sang gô cha rô a ca se dễ tăng ta bồ cha na su na ni mất tổ cha quy hộ về sang gỗ rô a ca se wa sa côn ta năng gan rộng ra đủ có chi phải bàn lòng không vô tư bằng ai biết sa thu thầy xin Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tín, kính chào cô tu nữ tuệ duyên cùng các toàn thể chị em đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 92. Ye sang san ni cha yo na thi ye pa nya ho cha na to ni mi cha ho kho ye sang lo cha akaswa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ye sang san ni cha yo na thi ye parinyata po chan sun to cha vi kho ye sa go cha ka se wa sa kun ta nang ga ti te sang du ran na ya ye sang san ni cha yo na thi ye pa nya ta po cha na sunyato animito cha vimokho ye sang ro akase wa sakunta nang gati ten duran na ya ya yo nati ye parinya ta po cha na sunyato animito cha Vik mô khô ye sang gô cha rô A ca se wa sa kun ta nang Ga ti te sang du ran na ya Tài sản không chất chứa, ăn uống, biết liễu tri, tự tại trong hành vô tướng giải thoát như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm bản dịch của ngài Minh Châu rỗng rang tư hữu ra đi uống ăn biết đủ có chi phải bàn lòng không vô tướng nhẹ nhàng chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu của thơ của ngài giấy đức chẳng một phút ta giá con vừa kể sẵn bài pháp cú số 92 mến mời xin chào vô thường nha kính chào xin chào Nhật Huỳnh và đạo hữu Phan Quang Liêm vừa vào đại tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con vô thường. Con cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức cùng quý cô bác anh chị trong room. Dạ, từ mặt vô thường xin đọc bài 92. Ye sang sang ni cha yo na thi
về ba rình nhà sung nát sụp nát tổ à ni mít tổ khổ về nát gồ rắc dồ gồ gồ trả đồ a ca xê quá sắc cùng ta năng gạt tì tề sang đủ rạ đủ rạ nà già. Con đọc lại con nhớ nhảy về sằng sằng ni cha dồ nát thi về về ba rình nhã tạp hồ dạ nà chung nhã tổ ani mi tổ cha vi mộc cổ về sằng gồ cha rồ a ca se wa Akasewa saku tanang gati te nang duk duk rằng na yak tài sản không chất chứa ăn ăn uống biết liễu tri tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như như chim giữa hư không hướng hướng chúng đi khó tìm. Hòa thượng Thích Minh Châu 92 rộng rang tư hữu ra đi uống ăn biết đủ có chi phải bàn lòng không vô tưởng nhẹ nhàng chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Hòa thượng Giới Đức dạ cho con đọc lại một lần sao con thấy không rõ ràng hay là con mắt con không rõ. Chê sằng sằng chồ nát thi
lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm hành thoát công, dấu chân thật khó tìm. Đã xong với phần từ vựng bài học ngày hôm ngài nói đến bởi trường hợp của trưởng lão Anuruddha. Thì một hôm vị trưởng lão pháp đầu đà mặc y y phấn tảo đó, thì khi mà đang đi tìm y cũ, những cái vải cũ ở nơi đống rác mà người ta vứt quăng bỏ, thì có một cái cô thiên nữ ở cõi trời Đau Lợi tên là Chalini. Thì cô thiên nữ này á vốn đã là trong tiền kiếp của ngài đã từng là vợ, đã từng là một người vợ trong tiền kiếp của ngài. Cho nên lúc bây giờ khi mà thấy được cái sự việc như vậy, cô đã lấy cái ba cái khúc vải trời, ba cái khúc vải của chư thiên á, cái ở trên một cái đống rác, ở trên một cái đống rác trên cái con đường đi của trưởng lão. Quả nhiên khi mà trưởng lão đang đi tìm kiếm thì lúc đó thấy tấm vải như vậy, bèn lượm ra và sổ ra coi, với tâm nghĩ rằng đây là loại phấn tảo quý giá hiếm có. Sau khi đã suy nghĩ như vậy thì ngài Anuruddha ngày đã lấy cái tấm vải đó mang về. Đến lúc trưởng lão may y thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn với 500 vị tỳ khưu tùy tùng đã đến chùa ngự tọa, và cả những vị trưởng lão lúc đó cũng có nơi đó, chẳng hạn như ngài Mahakassapa, ngài Sariputta, trưởng lão Ananda cũng có mặt ở đó, và tất cả các vị ấy đều giúp cho ngài Anuruddha may y. Trong cái thời điểm mà có Đức Phật và Chư Tăng là những vị đại đệ tử hội họp như vậy, thì lúc bây giờ cô thiên nữ Chalini bèn đi vào trong làng khuyến khích những người dân đi đến để mà đặt bát cho Đức Phật và 500 vị tỳ khưu. Lúc bây giờ thì sau khi mà đã phát sanh lên cái vật thực nhiều như vậy, kể cả có Đức Đế Thích ngài cũng có vào trong cái cuộc bố thí đó nữa, thì lúc đó Chư Tăng phát sanh vật thực rất là nhiều, bèn có suy nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu đây vị tỳ khưu thôi, nhưng mà vật thực lại rất là nhiều và thừa thải. Nếu như mà có cái sự suy tính độ lượng thì nên bảo quyến thuộc và những người hộ độ mang đến vừa đủ mà thôi. Chắc trưởng lão Anuruddha muốn khoe cho hội chúng biết là mình có nhiều quyến thuộc và người hộ độ. Một số trong các vị tỳ khưu đã suy nghĩ như vậy đó. Thì khi đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi Chư Tăng
về cái sự việc gì mà có sự bàn toán tán như vậy. Thì các vị tỳ khưu đã trình về suy nghĩ trong cái buổi phát sanh nhiều vật thực đến Đức Thế Tôn, với cái suy nghĩ là nghĩ rằng Ngài Anuruddha đã tác động, đã kêu bảo những quyến thuộc của mình và những người hộ độ mình đem vật thực quá mức thừa thải. Đức Bổn Sư Ngài đã xác nhận với các vị tỳ khu là không phải do Ngài, không phải do Đại Đức Anuruddha sai bảo người khác như vậy. Bởi vì không bao giờ các bậc lậu tận nói những chuyện gì mà dính líu đến vấn đề vật dụng. Và bữa ăn này phát sanh lên là do oai lực của chư thiên. Sau khi đã xác minh sự việc đó thì Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên kệ ngôn pháp cú này: Yassa sava parikina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yassa gocharo akase wa sakuntanang tassa duranayang. Rồi, đó là cái duyên sự của kệ ngôn. Và sau khi bậc đạo sư đã thuyết pháp xong kệ ngôn pháp cú này thì có nhiều tỳ khưu đã thành tựu được quả vị, nhất là quả vị dự lưu. Rồi, như vậy chúng ta đã biết được cái duyên sự từ đâu mà có kệ ngôn pháp cú này rồi. Bây giờ quý vị có thể cho sư nhận biết một lần nữa là quý vị có còn nghe rõ hay không. Ở bên đây đang có gió lớn cho nên nó cũng hơi ồn ào. Rồi, đầu sư muốn trình bày cho quý vị như sau. Đối với đời sống của một vị tỳ khưu, thưa quý vị, cho dù xuất thân là hoàng tộc hay là trưởng giả, hay là xuất thân từ cái giai cấp bà la môn, giai cấp thương buôn hay giai cấp nô lệ, người làm thuê như thế nào, cho dù từ cái xuất thân của các vị sang hèn như thế nào, thì sau khi đã trở thành một vị tỳ khưu ở trong giáo pháp này, các vị ấy đều phải chấp nhận cái cách nuôi mạng của mình bằng cái cách thức là: thứ nhất là không là phải về cái việc ăn của mình, tìm kiếm vật thực là phải đi tìm bằng cái cách là đi xin ăn, đi bát khất thực để mà sống. Và thứ hai là về cái việc mặc, đó chính là phải đi tìm những cái loại vải quăng bỏ và sau đó làm thành y để mà mặc. Thứ ba là lúc mà bệnh đó, thì lúc bây giờ phải dùng những cái phương thuốc dược liệu, là những cái loại thảo mộc cơ bản để mà chữa trị. Và nhất là điển hình bò đen. Và cuối cùng là về trú xứ, mình ở phát sanh một cách tự nhiên, có thể là một hang động hoặc là bãi tha ma mộ địa, vân vân, tùy theo. Cho nên chính vì vậy mà đối với cái việc tầm cầu vật dụng của một người tu tập, thưa quý vị,
trong cái việc nuôi mạng. Trên thực tế, trong cái thời kỳ ban đầu á, nó rất là khó khăn. Sở dĩ chúng ta sau này á, đã được dễ dàng hơn á, là do, quả thật là do nhờ cái ân đức, cái ân đức của Tam Bảo đã được truyền thừa từ một cái khoảng thời gian rất là dài. Và khi được thiết lập một cách vững chắc á, lúc bây giờ mới có nhiều những cái người cư sĩ, người ta có lòng mộ đạo, có lòng tịnh tính đối với Tam Bảo. Nhờ đó mà chư Tăng dễ bề hơn trong cái việc những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống để mà hành đạo. Chứ trong lúc đầu đó, thưa quý vị, thời buổi đầu, thời gian đầu tiên cũng có ai mà biết đến nhiều đâu. Cho nên chính vì thế mà cái cách sống của các vị á, là phải nương vô cái sự tự lực của chính bản thân mình là chủ yếu, là chủ yếu. Tuy nhiên phải nói rằng bên cạnh đó, ở trong cái các vị tỳ khưu mà ở trong thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị, toàn là những vị phước không. Chính vì như vậy mà cho dù cái thời buổi ban đầu các ngài vẫn được cái sự hộ độ cúng dường rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Thậm chí có những vị thiên nhân đó, thưa quý vị, có những vị nhân có cái lòng tin đã dùng cái năng lực của chư thiên, dùng cái năng lực của chư thiên để mà tác động đến những chúng sanh nhân loại để hộ độ cho Đức Phật và chư Tăng. Điều này phát sanh lên là do phước của các ngài. Quý vị có biết rằng sau này thì mình ít có mường tượng được cái cách sống như thế nào là mặc y phấn tảo. Y phấn tảo tức là một cái loại y được làm bằng những cái loại vải cũ rách của người ta quăng bỏ, thưa quý vị. Thì quý vị biết rồi, đi lụm lặt chỗ này chỗ kia chút một chút, sau đó vải quăng bỏ mà đâu có miếng nào nó lớn đâu, đâu có ai mà đi dục cái miếng vải lớn. Cho nên toàn là những cái đồ cũ rách, từng miếng vụn vặt, sau đó lụm về gom góp lại và mình nếu như mà mình cần cái loại y nào á, cần cái loại y nào trong ba y, thì lúc bây giờ mình sẽ tích lũy vải để may thành cái lá y đó. Chính vì thế mà trong luật tạng á, có những cái trường hợp mà vị tỳ khưu để dành vải, bởi vì vải nó chưa có đủ, nó thiếu, cho nên vị đó chỉ được, vì đó phải tích lũy vải. Nhưng mà trong luật đó, thưa quý vị, vải cũng gìn giữ trong một cái thời gian nhất định nào đó thôi, chứ không phải muốn giữ bao lâu thì giữ. Trong giới luật tu tập, Đức Phật ngài quy định như vậy. Cho nên chính vì thế mà sau này chúng ta ít có mường tượng được cái phấn tảo y nó là như thế nào. Thật ra thưa quý vị, hồi xưa đa số y phấn tảo nhặt từ những cái bãi tha ma mộ địa là chủ yếu. Bởi vì người ta tiêu hủy xác chết đó, thì người ta quấn vải vào tử thi, xong rồi bắt đầu là người ta dục ra ngoài đất.
Sau đó các vị tỳ khưu mới đi ra những tha ma mộ địa, mới lùm nhặt những cái tấm vải đó đó, rồi mang về nó về làm thành y, về mang về làm thành y, rồi xong lúc bây giờ mới nhuộm, rồi sử dụng. Xin nói thật với quý vị, cái y phấn tảo á, cái vải mà đã quấn cái xác người chết á, kỳ thực mà nói sư cũng có một lần rồi, sư cũng có một lần thử mặc rồi. Thật ra nó không phải thời nay á, chúng ta cái y phấn tảo của chúng ta không phải như y phấn tảo hồi xưa, cái y mà quấn xác chết á, nó không phải như hồi xưa. Chúng ta lấy những cái y mới, chúng ta thỉnh những cái y mới, sau rồi khi mà nhà mình có tang á, thì lúc bây giờ mình mới mới bỏ lên trên trên hòm, hoặc là mới để lên trên cái tử thi mà lúc mà mình tụng liệm xong rồi trước khi mà nhập quan tài đó, thì mình để như vậy thôi, chứ thật ra y cũng y mới thôi, chứ không phải giống như là cái kiểu y phấn tảo hồi xưa mà ta quấn xác chết nó hôi hám, nó dơ giấy. Quý vị biết không, có một lần sư pháp hành á, cái đám tang của bà thân sư pháp hạnh, sư pháp hạnh là tốt, buổi rất là tốt, đi đó y của miếng mang về thứ dễ nhập hàng bên Miến Điện, xong rồi để dành, xong rồi vì đó mới lấy cái bộ y mới đắp lên trên cái tử thi của bà thân vị ấy, lúc đó chưa có bỏ vô trong nhập quan tài. Đắp lên rồi để đợi chư tăng đến để mà tụng liệm, sau đó mới nhập quan tài. Sau khi đã tụng liệm xong, lúc đó có sư nữa, thì mới rút cái lá y vai trái mà quấn trong người bà thân vị ấy ra xong á, thì đó mới đưa tới vị này vị kia, rồi cuối cùng không ai lấy hết. Thì sư thấy cái bộ y đó nó rất là đẹp, rất là đẹp, vải rất là mịn cho sư. Sư mới nói thôi, để tôi về tôi giặt lên mặt. Quý vị biết, cái vải mà đã quấn cái xác chết, nó thật ra nó có cái mùi rất là khó chịu, thật sự mùi tử thi rất khó chịu. Sư về sư giặt phải nói là 3-4 nước xà bông, thậm chí bỏ rất nhiều xà bông, tuy nhiên phơi coi như là 2-3 lần. Nhưng mà cái mùi của nó, thưa quý vị, khi mà sư lấy sư ấy là nó khô rồi, mình phơi ráo nó vẫn còn mùi, và mình hửi cái mùi đó đó, thưa quý vị, phải nói rằng sư bị bệnh mấy ngày trời, sư bị bệnh mấy ngày, cái mùi tử thi mà từ cái tấm vải mà quấn xác chết. Có phải là với ý khoe khoang với quý vị, thật ra cái y phấn tảo của mình thời nay nó không phải như hồi xưa đâu, mà ý sư muốn nói để cho thấy được rằng hồi xưa chư tăng á, lụm những cái vải mà quấn tử nó còn cái sức, cái tâm kham nhẫn của các ngài đối với việc mặc nó mạnh đến cỡ nào. Ý sư muốn nhấn mạnh cái điều đó, thật ra cái vải đó mặc vô cái mùi tử thi khó chịu lắm, khó chịu. Và cái vải đó vốn mình nhìn thấy thôi là mình sợ rồi, chứ ai mà dám mà coi như là chùm lên trên người mình. Mỗi lần mình mặc vô là mình cứ có cái tâm coi như là ai mà yếu á, tâm suy nghĩ lung tung là nghĩ đến là thấy muốn nổi gai ốc rồi, chứ đừng nói chi là xài. Đó, ngài Anuruddha, ngài lúc bây giờ ngài đang hành cái pháp là như vậy, đi kiếm những cái vải đau quăng bỏ đó.
Và tuy nhiên đối với trường hợp của ngài ở đây thì do cái phước của ngài cho nên chư thiên họ đã để một cái khúc vải trời, chứ nó không phải là lục những cái vải như là ở ngoài mộ địa như bao nhiêu vị khác. Cho nên chính vì thế mà chúng ta có những cái quyến thuộc ở trong vòng sanh tử, thưa quý vị, mà là những vị thiên nhân á, thì lúc bây giờ nó cũng đỡ mệt cho mình lắm, cũng đỡ mệt cho mình trong vòng sanh tử luân hồi lắm. Và mình ngài Anuruddha đó là một nhân vật cũng được nói đến ở trong kinh điển rất là nhiều. Thứ nhất, ngài là một vị được xem như là thiện xảo về thiên nhãn trong hàng đại đệ tử. Và cũng chính trong cái thời điểm mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch Niết Bàn á, chính vị ấy đã tâm của Đức Phật xem có vô dư chưa, vô dư Niết Bàn hoàn toàn chưa, theo dõi rồi xong rồi nói lại với chư tăng cái thiên nhãn của ngài, để mà ngài nhìn thấy tâm của Đức Thế Tôn đang trú ở trong cảnh nào, hình tầng thiền nào, rồi xong rồi nói lại với chư tăng. Và ngài Anuruddha, thưa quý vị, thì trong luật tạng cũng có một điều học có liên quan đến ngài, đó là cái điều học mà ngủ chung một mái che đó, ngủ chung một mái che có người nữ á, thì xuất khởi học giới này là do cái duyên sự, là do từ ngài Anuruddha. Và từ đó Đức Thế Tôn ngài mới ban hành cái điều học là các vị tỳ khu không có được ngủ qua đêm chung một mái che với người nữ. Rồi hơn nữa, khi nói về ngài Anuruddha thì chúng ta nên hoan hỷ ở một điểm như thế này. Từ khi mà đã thọ ký, thưa quý vị, khi được thọ ký thì từ đó trở đi cho đến sanh tử luân hồi, mà đến khi mà kiếp cuối, sanh thú của vị này toàn là người và chư thiên, không hề có đọa xứ. Cái phước của vị này kinh khủng tới cỡ đó, thưa quý vị. Cái sự luân chuyển của vị ấy trong cái thời đoạn cuối á, từ khi mà được thọ ký sẽ là đệ nhất vị thiên nhãn á, thì vị trôi lăn cho đến điểm sau này toàn là sanh thú nhân thiên, rồi xong rồi chứng a la hán ở trong thời giáo pháp của bậc đạo sư hiện giờ và viên tịch Niết Bàn hoàn toàn. Rồi. Đó là việc thứ nhất. Chúng ta hiểu về những cái điều liên quan đến ngài Anuruddha và một chút gì đó như thế nào về phấn tảo y. Cái vị thọ trì về y phấn tảo, thưa quý vị, vì đó mà nguyện cái pháp phấn thì vì đó có một cái đặc điểm là sẽ không có nhận y của gia chủ, sẽ không có nhận y và không có sử dụng y của gia chủ, không có sử dụng y của gia chủ dân cúng đến tay mình. Vì đó chỉ có thọ dụng y mà do mình đi kiếm những cái vải mà người ta dục bỏ thôi. Cái tâm từ bỏ rất là cao thì mới có thể hành trì cái pháp này. Rồi, như vậy thì chúng ta
Xong vấn đề thứ nhất. Sư nói chút thêm cái đề này nữa. Chư tăng hồi xưa, quý vị, của các vị ấy tự làm là chủ yếu, tự may là chủ yếu. Bây giờ thì đa số mình không có còn cái việc may y nữa. Những người cư sĩ người ta may sẵn rồi, người ta dâng đến chư tăng mặc. Nhưng mà ở trong cái đời sống mà lúc mà Đức Phật và chư tăng hồi xưa đó, đa số là các ngài tự làm y, tự làm y. Bởi vì sư nhắc cho quý vị nhớ một chuyện là cái ở trong chánh tạng á, ở trong chánh tạng, trong cái câu tuyên ngôn mà của dân y cá thi ná đó, cái từ dùng đó là đút xăng, cái từ dùng trong đó là đút xăng. Đút xăng có nghĩa là khúc vải, chứ không phải là cái từ trong đó không phải là chi quá rái, chi quá rằng. Hồi xưa những người cư sĩ người ta dâng vải, sau đó chư tăng mới dùng cái vải đó, rồi mang về, rồi cảm thấy rằng mình cần cái loại nào ở trong ba y thì lúc bây giờ mới lấy ra, cùng với những vị khác lại phụ nhau để mà làm y. Chính vì thế mà một trong số những cái yếu tố của một vị tỳ khưu để mà đủ cái tư cách để mà thọ y á, tức là phải biết về việc may y và biết cách may y. Biết cách này tức là biết về cái y đó phải làm như thế nào thì mới đúng luật, may như thế nào thì mới mới đúng luật, nói đúng luật. Đời sống hồi xưa chư tăng là mỗi lần mà muốn may y á, là các vị phụ tập trung lại với nhau để mà phụ mỗi vị làm một cái rất khi mình may y tăng trở lên y hai lớp, cho nên cần phải có nhiều người may phụ tay thì nó mới nhanh. Trong lục tạng chúng ta sẽ gặp cái nó phản cái đời sống của rất là nhiều quý vị. Ở trong những sự kiện của tạng kinh và tạng vi diệu á thì không có nổi bật nhiều lắm, phản ánh nhiều lắm đời sống của chư tỳ khưu tăng, nhưng mà đọc ở trong luật tạng á, thì chúng ta sẽ hình dung được cái cuộc sống của chư tăng và Đức Phật hồi xưa rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Và cái việc may y cũng được nói đến ở trong đó. Rồi, như vậy thì câu pháp cú hôm nay, trong câu pháp kệ ngôn thấy có hai từ, đó là sunyata và animitta. Khác. Đây là hai cái sự giải thoát thưa quý vị. Đối tượng cũng được, nhưng mà nó chỉ ở chỗ như nhưng mà cái vị hành giả đó mà nương vào cái quán về Anatta đó, tức là vô ngã, thì lúc bây giờ khi chứng đắc Niết bàn thì cái sự giải thoát của vị nương theo cái đề mục một vô ngã tùy quán đó đó được gọi là sunyata vimokkha. Còn trường animitta vimokkha đó, tức là vị mà nương vào cái đề mục vô thường mà nhờ nương vào pháp đó thấy được cái sự biến diệt của danh sắc,
mà tỏ ngộ được niết bàn thì cái đó đó thì được gọi là vô giải thoát, tướng giải thoát. Trong câu kệ ngôn ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài xác nhận với Chư Tăng Anuruddha vị ấy là vị đã giải thoát, cho nên cái việc mà tham đắm đối với vật thực ăn uống và những cái vật dụng á, để mà kêu biểu người khác mang lại để bày tỏ hay là để thể hay là để thích thú thì cái chuyện đó không có trường hợp của vị này. Quả thật như thế thưa quý vị, mà chúng ta vẫn còn bị vướng vào thỏa thích vào một cái gì đó, đó nó một sự, nó là một cái sự trói buộc thân mình. Mình thích trói buộc bản thân mình. Mình thích về mặt thì cái mặt nó sẽ trói buộc bản thân mình. Mình thích về về trú xứ, chỗ ở phải như thế này như thế kia thì cái đó nó là bản thân mình. Thể mình còn tham ở trong cái lợi thì chẳng khác nào là nhốt mình vào ở cái pháp đó. Sở dĩ ở trong cõi với thưa quý vị là do mình còn tham dục. Mình vẫn còn ở trong cõi dục là bởi vì mình vẫn còn tham dục. Giới là bởi vì các ngài vẫn còn luyến ái những cái đề mục ngũ sắc, những cái đề mục tu đến sắc pháp hữu sắc, và những chúng sanh mà ở trong cõi vô sắc là do bởi vẫn còn thỏa thích, vẫn còn thỏa thích trong cái sự hiện hữu ở dưới cái tình trạng là vô sắc. Cho nên đây là một cái sự tự lựa chọn cho bạn. Khi nào mà mình còn thích một cái gì đó, dù chỉ là nhỏ nhất thôi, thì chính cái đó nó là một cái trở ngại. Nó là một cái trở ngại và nó chỗ đó. Chỉ khi nào mà chúng ta còn dư tàn một cái sự ưa thích nào với bất cứ một thứ gì ở trong tâm, thì lúc đó chúng ta mới thật sự được tự do. Cũng giống như là cái như là chim bay trên hư không không có dấu vết. Cái người mà để lại dấu vết là người đó còn có mặt ở trong đời, còn có những cái vết tích ở trong thế gian. Cho nên chính vì thế mà Ma Vương muốn thử các vị tu hành á, thì tìm những cái mà các ngài thích hay không thích. Chỉ tìm những cái đó thôi. Chỉ tìm những cái thích và không thích. Thậm chí người xưa đó quý vị, trong những cái thời xa xưa, những người mà có trí, khi mà người ta tư vấn để mà cho các vị quân sư, cho những vị vua, luôn luôn tìm những cái đối phương bằng cách gì mà vướng bận, cái gì trong đó không vướng mắc nhé, một cái chỗ yếu mà cái mà mình dính mắc là chính cái đó là chính mình. Trong vấn đề tu hành cũng vậy, luyến ái dính mắc là cái nhược điểm của mình, cần phải khắc phục, cần phải tu tập. Chỉ khi nào mà chúng ta hoàn toàn thì lúc đó tự do, không có dấu làm khó được
mình, không ai sẽ đó là như vậy. Rồi bây giờ thì sư xin chấm dứt cái bài học ở đây. Phần còn lại thì lớp học chúng ta hãy làm những cái công việc là hồi hướng phước báu của buổi học. Nam mô Bụt. Dạ sa thu lành thầy. Dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính truyền đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng hỷ sự bài kinh pháp cú số 93. Hàng Phật tử cho con học hiểu và hành theo cho được từ lợi ích. Chúng con xin được kính tri ân đại đức huy niệm. Dạ con xin được thay mặt đại chúng cung kính đại đức từ bi hoan hỷ chúc phúc sau room sau khi nghe pháp. Nam mô Phật thầy. Dạ con xin được thành kính cung kính đại đức minh hạnh. Mangalang rakhan to sape de quan to sap ma buddha na pha we na sada sati phong văn tri tê ma quan to sap bằng mangalang rakhan to sape de quan to sap bằng ham na pha we na sada sati phong văn tri tê ma quan to sap bằng mangalang rakhan to sape de quan to sap bằng sang kha na pha we na sada sati phong văn tri tê tôi cần phong an cho đến người cầu xin chuyên hậu trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả vô tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu thay. Dạ chúng được thành chính trường đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ mặt chỉ đầy. Phật Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng hướng tâm để hồi hướng phước báu kinh pháp vừa qua. Ya te vada san ti vihara wa si ni tu pe kare po ti kare ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thiên ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ca sa ni ca ma cha i sa ra sa pa na pu ta su ta pa wan cha la pu cha ye pi cha Anda sa